Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Video của Dương ngày hôm nay vẫn như mọi khi sẽ tiếp tục cập nhật với anh chị một dự án bất động sản đang được rất nhiều người dân thành phố Hải Phòng quan tâm. Đó chính là dự án chung cư Hoàng Huy Đồng Quốc Bình do chủ đầu tư là Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy thực hiện. Thì trong thời gian vừa rồi, Dương cũng nhận được một số câu hỏi từ các khách hàng của mình. Đó là có nên mua nhà tại chung cư Hoàng Huy hay không, hay cách mua nhà tại chung cư Hoàng Huy như thế nào. Vậy thì mời anh chị và các bạn hãy cùng Dương theo dõi video này. Trong suốt 2 năm vừa qua thì câu chuyện Hải Phòng và những cây cầu được nhắc tới rất nhiều. Và năm 2019 thì cũng là một năm Hải Phòng sẽ có nhiều cây cầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên thời gian gần đây thì câu chuyện Hải Phòng và những dãy chung cư mới là chủ đề được nhiều người quan tâm hơn. Nhiều dãy chung cư của thành phố đều đã có kế hoạch phá bỏ theo hình thức hợp đồng BT hay còn gọi là hợp đồng xây dựng chuyển giao. Đây là một dạng hợp đồng giữa nhà nước với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ đứng lên xây dựng công trình hạ tầng, sau đó thì bàn giao lại cho nhà nước và được thanh toán bằng một quỹ đất hoặc quyền kinh doanh khai thác một cái công trình nào đó. Chung cư Hoàng Huy Đồng Quốc Bình thì cũng là một dạng hình thức BT, có tổng diện tích là khoảng 9.000m², trong đó thì diện tích xây dựng là 6.000m². Nổi bật nhất là 4 tòa HH1, HH2, HH3 và HH4. Hiện tại thì chỉ có HH3 và HH4 đang xây dựng. Còn HH1, HH2 như trước mặt anh chị và các bạn thì đang thi công phần cốt nền. Chung cư Hoàng Huy thì được thiết kế 29 tầng. Trong đó thì có 2 tầng thương mại với các dịch vụ mua sắm, nhà hàng, nhà trẻ, thư viện, câu lạc bộ sinh hoạt, và có một tầng hầm để phục vụ nhu cầu để xe cho cư dân. Theo Dương được biết ấy, thì có 3 loại căn hộ diện tích là 52, 56 và 62m², với thiết kế là một phòng khách, một bếp, 2 phòng ngủ và 2 vệ sinh. Dự kiến thì quý 4 năm 2019 sẽ bàn giao nhà cho người dân. Nếu so sánh về diện tích, tiện ích và chất lượng thì chung cư Hoàng Huy Đồng Quốc Bình chưa chắc đã thua kém SHP Plaza quá nhiều. Đó là lý do nhiều người dân Hải Phòng đang muốn về đây ở. Tuy nhiên, vì là hình thức BT nên Hoàng Huy sẽ không thể mở bán như các căn nhà ở thương mại được. Vậy thì ai sẽ là những người được ở tại những dãy chung cư này? Đầu tiên đó chính là những cư dân thuộc chung cư Đồng Quốc Bình được tái định cư ngay tại chỗ, hoặc một số cư dân tại các khu tập thể như Vạn Mỹ, Cầu Tre được tái định cư về đây. Còn nếu người dân bên ngoài muốn vào đây ở thì bắt buộc phải mua lại những suất của những người dân được tái định cư về đây, hay còn gọi là thức mua phiếu. Và một phần mà mọi người quan tâm chắc chắn là giá bán của các căn hộ ở đây là bao nhiêu. Thì Dương đã lướt một vòng trên các trang mạng thì đã thấy là có rất nhiều anh chị em môi giới đang chào cái mức giá là 700 đến 800 triệu một căn. Tuy nhiên thì mọi người hãy lưu ý là đó chưa phải là tất cả số tiền mà mọi người phải bỏ ra khi được về ở tại đây. Vì đây là hình thức cho thuê nhà nên mọi người vẫn phải đóng một mức phí thuê nhà là 10.000 đồng trên 1m². Số tiền cụ thể thì sẽ tùy vào từng trường hợp. Còn hình thức mua bán thì sẽ phải thông qua công ty kinh doanh nhà ở Hải Phòng. Nói chung, Dương nhận thấy là chung cư Hoàng Huy Đồng Quốc Bình là một nơi đáng sống cho những cặp vợ chồng trẻ có đang có mức kinh tế khoảng dưới 1 tỷ đồng. Thực tế thì quá trình mua bán tại chung cư Hoàng Huy Đồng Quốc Bình không hề đơn giản như chúng ta mua bán bất động sản đầu cư hay dự án nhà ở thương mại. Nhưng mà trong một video thì Dương không thể diễn tả hết được những cái rủi ro phức tạp của cái việc này. Vì vậy thì Dương khuyên mọi người hãy tìm những người có hiểu biết và nhờ họ tư vấn. Video của Dương đến đây xin kết thúc. Chúc anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe và sớm chọn được một căn nhà ưng ý.